Sáng ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị về công tác cán bộ. Buổi lễ được kết nối bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ đã công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietinbank đối với ông Nguyễn Đình Vinh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bên cạnh đó, buổi lễ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm các nhân sự thuộc các khối, phê duyệt tín dụng, quản lý rủi ro, nhân sự, vận hành, bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, văn phòng hội đồng quản trị và trung tâm khách hàng phía Nam. Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với các nhân sự đều được Vietinbank thực hiện công tâm, khách quan, toàn diện, được sự đồng thuận, nhất trí cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Vietinbank về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã chúc mừng các đồng chí được Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Vietinbank tin tưởng, luân chuyển, chuyển đổi, điều động, bổ nhiệm. Đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác, đồng sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban lãnh đạo Vietinbank, triển khai có kết quả nhiệm vụ công tác được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần nhanh chóng thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận và chỉ đạo triển khai ngay công việc sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Tiếp tục dành chọn trái tim, trí tuệ, tâm huyết của mình để chỉ đạo triển khai các công việc hiệu quả, xây dựng đơn vị, tập thể thực sự đoàn kết, đồng lòng cùng hướng tới mục tiêu chung phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Vietinbank, đại diện cho các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm, hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, thực hiện tận tâm, tận tụy, trách nhiệm cao nhất để tiếp tục góp phần xây dựng Vietinbank phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.